học đầu tiên sao, theo dõi nha. Chừng chút là phát. Dạ. Hello em. Dạ. Anh đang quay YouTube của anh. Đó là chiếc Long Nhạn là học em hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà học xong sao về nó nản quá rồi, nó bỏ cuộc vậy, dạ phải học. Tại vì sao anh nhận một cái đàn ở đó, nhưng mà tại vì anh muốn học mà nó ok, nó dành thời gian chỉ cần biết đánh thôi. Dạ, không cần kiểu gì nhiều. Dạ. Ừ. Ông nó học với em thì nó ok đúng rồi. Sao ví dụ như về cái anh kêu tập đàn đi hay gì cái ổng chán. Ông cha nó muốn học nhạc cụ khác nó ok, nó ok vậy thì giờ con sẽ học nốt cái này, xong hôm nào mà hỏi thầy danh mà có cái lớp nào ví dụ theo cái môn nó có hết tới guitar hay gì thì con sẽ học. Hình như là nó thích thì nó mới học. Hình như Long nó thích piano lắm. Đúng không? Khi dạy thì khác là nó chỉ là sập kia là nó lại đi ra chỗ khác lên trường. Nên là Phúc học thầy mới nha mọi người, lần đầu tiên học đàn. Có nghĩa là anh chưa biết, anh biết cái đàn nữa chứ anh giờ cái đàn chưa giờ biết anh. Anh chỉ cần là biết đàn một bài gì đó là được rồi, hiểu không? Không cần phải như dàn chiếc đâu, phải biết gì đâu. Giờ biết gì đâu. Học đàn ở đâu vậy? Không, anh không có học đàn gì hết. Vậy thôi. Nếu anh quậy bỏ đấm cho vui thôi chứ. Em tên gì? Dạ em tên Thịnh. Thì bây giờ đầu tiên anh để tay mình. Đầu tiên sẽ chỉ anh cái nốt trụ trên phím trước này. Rồi. Anh thấy là có nhóm hai phím đen với nhóm ba phím đen đúng không? Ừ. Thì trên bàn phím mình luôn luôn có hai nhóm hai phím đen và nhóm ba phím đen nè. Ừ. Thì nhóm hai phím đen nốt đồ sẽ là nốt đầu tiên. Chứ anh đây là đồ. Dạ đúng rồi. À, thì đầu tiên bây giờ em sẽ cho anh luyện sơ sơ và luyện ngón. Ừ. Okay. Cái ngón mình nó hoạt động tốt hơn ha. Ok. Rồi bây giờ anh đặt ngón tay phải của anh lên nốt lên đồ đúng không? Dạ, đúng rồi. Đồ bất kỳ nào cũng được cái gì? Dạ. Ừ. Rồi xong anh để đồ re mi fa sol. Dạ đúng rồi, liên tục luôn.
nó không bị sau này nó sẽ gặp một cái dấu staccato nữa, nó còn đánh nảy đó rồi rất là nhiều nhiều những cái thuật ngữ ở trong đó, thì mình học cái đó thì sẽ chỉ đó. Thì hắn ngày nắng đi theo cuối nhà cái chip là nửa trường bỏ đó mọi người. Thầy dạy xong rồi con bỏ cho tới bố không có bỏ luôn rồi. Hiểu ha, hiểu thầy rồi đó. Thank you.
piano đầu tiên đã xong và bố thấy cũng rất là khó nha, nhưng mà Chip học được là vậy là Chip cũng giỏi á. Và thầy nói là nếu mà có lớp trống hay có cái gì thầy sẽ giới thiệu cho Chip học. Thầy nói Chip học cũng thông minh á, nhưng mà có vẻ là Chip không có thích piano lắm. Cho nên là nếu học piano là phải kiên nhẫn, phải tập luyện đàn thêm nữa. Nay học xong thấy không phục Chip. Bạn Chip cố lên, Chip xuống cố lên. Nói chung là mọi người nhớ like, share và subscribe kênh H2B Entertainment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Bye bye mọi người. Bye bye.